Vô cái núi Bắc Sơn thì phía ngoài vô đây khoảng từ ngã ba chỗ vô Trà Lĩnh đó, vô khoảng 11 km. Xung quanh có một cái thung lũng, nó nằm ở giữa một cái thung lũng đồi cát dưới cỏ. Giờ chạy tới đây là không có xuống, chỉ là bộ xuống này. Rồi, chuẩn bị cất cánh nha.